rất là đẹp trai luôn, quá đẹp trai ông chủ. Lên YouTube chiều nay lên luôn, Minh Bụi vô Minh Bụi coi chú Vinh đẹp trai bán trái cây ở chợ Ba Bác. Đây là quầy hoa tươi Phương Yến đúng không? Đây là hoa tươi Phương Yến của anh trai mình, rất là đẹp luôn, bán ngay dưới chân cầu Ba Bác. À, chào chị, mua bài bán đắt không chị? Chị đẹp bán trái cây chợ Ba Bác. Chị đẹp vui vui tính, bán rất là nhiều. Các em quay với cây chút nha. À, đây là những, đây cũng rất là nhiều hải sản đầu biển. Đây là cá ngát sông mình ha. Dạ. Mình bán rất là nhiều cá sông, cá sông mà làm sẵn là cá cốt. Thì có mua cua biển to to. Rất là nhiều cua biển. Cua biển này là cua biển Cà Mau á chứ. Đây là còn cảnh chợ cá, chợ Ba Bác, Bến Tre. Đó, như cả nhà thấy cũng như những cái gian hàng rau củ quả rất là to luôn. Bán ở nhà lồng chợ cá, chợ Ba Bác. Bỏ cài bắt đến Bến Tre. Rồi, xin chào cả nhà thân mến, rất vui được gặp lại cả nhà trong trên kênh YouTube Minh Bụi Channel. Rồi. Ngày mới Minh Bụi chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay Minh Bụi sẽ giới thiệu đến cả nhà ngôi chợ thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, đó là chợ Ba Bác. Và Minh Bụi đây đang đứng trên cầu Ba Bác nha cả nhà. Ở đây là có những cái cây bần, có những cái trái bần đây. Đây là cái cây cầu Ba Bác. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào chợ Ba Bác nha, tham quan chợ Ba Bác xem như thế nào. Trước khi vào chợ, cô chú anh chị cho Minh Bụi xin một like, một subscribe và một chia sẻ nha. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chợ tham quan nha. Đi tham quan vào vòng bên ngoài trước. Cho anh quay bánh chuối chút nha. Ở đây có một bạn bán chuối nướng rất là ngon luôn, trái chuối nướng. Vậy là nhiêu trái? 6.000 trái cả nhà. Cái miếng nếp rất là ngon. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, chúc em mua ai bán đắt nha. Trước này rất nhiều những cái sạp bông đó nha. Bông và trái cây cũng rất là nhiều luôn. Những cái sạp trái cây trông rất là đẹp luôn. Trái cây cũng như bông rất là nhiều luôn.
Đi cũng với chị. À, chào chị, mua bài bán đắt không chị? Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Chị đẹp bán trái cây chợ Ba Bác. Chị đẹp vui vui tính. Bán rất là nhiều trái cây, em qua trái cây một chút nha. Dạ. À, đây là những gì tới đây em nói cho. Những bán cầu nè. À, nho, nho này nho gì? Mỹ nha, cái giống là cái giống của Mỹ, nhưng mà ở trồng ở Bình Thuận đúng không? Đúng rồi. Tại nó lắm vậy thôi chứ không có biết. Mua bán thôi. Nó nằm ở đâu không biết, người ta nói sao nghe vậy. Cái mặt kia nó láo chuyện lại đây, cái mình đây mình cũng có láo chuyện theo luôn vậy đó. Cái măng cầu những cái me nè. Lông đầy đủ. Đó mà nhất là người đẹp vui tính bán trái cây chợ Ba Bác. Rồi cảm ơn nha. Chúc chị mua bay bán đắt. Cảm ơn anh. Rất là nhiều trái cây luôn anh ạ. Chiều vô Minh Bụi coi rồi nhấn đăng ký ủng hộ luôn. Dạ. À, trái cây phải nói là ở đâu anh quen đó rồi. Em là Thủy bán trái cây ở chợ Ba Giác ở Cày Bắc nha. Có ai mà ở gần ở Cày Bắc thì ra ủng hộ chị bán trái cây này. À, giới thiệu vậy luôn phải không? Đúng rồi, phải giới thiệu địa chỉ ngay. Chị Thủy là bán trái cây ở ngay cầu Ba Bác. Không có ngay cầu xéo xéo một chút để ta lợi ngay cầu. Không có, thì ngay cầu là thấy rồi, ngó vào là thấy chị Thủy. Shop Hoa Nguyên Thủy. Shop Hoa Nguyên Thủy. Đó bán rất là vui. Điều kiện thứ hai nữa là biết không, bán trái cây rất là mắc, không có rẻ đâu nha. Rồi quảng cáo chất lượng luôn đó. Rất là nhiều những cái sạp hoa và trái cây cả nhà, rất là to luôn. Chợ Ba Bác, mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Chôm chôm cuối mùa rồi ha. Cuối mùa mà vẫn còn rất là nhiều chôm chôm luôn. Chôm nhãn này nè. Những cái sạp trái cây rất là to. Ở đây có anh trai bán sạp hoa trái cây đó. Rất là đẹp trai luôn. Quá đẹp trai ông chủ. Lên YouTube chiều nay lên luôn. Minh Bụi, vô Minh Bụi coi siêu huynh đẹp trai bán trái cây ở chợ Ba Bác. Đây là quầy hoa tươi Phương Yến đúng không? Đây là hoa tươi Phương Yến của anh trai mình. Rất là đẹp luôn, bán dưới chân cầu Ba Bác. Đó. Rồi, ok, cảm ơn anh trai nha. Nghe quán vợ cái chị bán trái cây. Rồi, chị bán trái cây. Rồi, chúc hai anh chị mua bài bán đắt nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất là nhiều những cái sạp hoa và trái cây. Mày vô cái tan nào có? Minh Bụi. Minh Bụi hả? Đánh cho Minh Bụi là có được không? Thì, ở mé trước này có những sập dép và vỏ sách rồi các nha. Sập dép rồi vỏ sách rồi những cái dụng cụ học sinh rồi đồ chơi. Đầu gia dụng rồi, cái này là cái mặt lộ nữa đó nha. Đây là đường, đây là ấp Phước Cánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đây là ấp Phước Cánh và kia xa xa kia là cái cầu Ba Bác. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong tham quan xem hoạt động của bà con mua bán ở bên trong như thế nào nha. Ở đây là cửa Nam 2. Chợ Ba Bác này toàn là cửa Nam, cửa Nam 1, cửa Nam 2, cửa Nam 3 và cửa Nam 4. Giờ chúng ta sẽ đi chuyển vào cửa Nam 2. Xem bà con mua bán như thế nào nha. Đây có một cô bán bánh, cho quay mấy cái bánh chút nha cô. Dạ. Quay ăn bầu khoai lắm kìa. Quay ăn bầu khoai á. Bánh này là cái bánh cậu bán cũng gần hết rồi cả nhà đó. Dạ, dạ. Mâm còn miếng à. Vô bịch.
cái này chuối, chuối táo quả. Mấy này bánh tét hả? Một bánh ít gói kiểu mới ha. Rồi bánh ít, bánh tét. Rồi có bánh đúc nữa nè. Bánh đúc, bánh phu thê. Cái này là phu thê hả? Phu thê. Bánh phu thê bự quá ha. Ở đây làm bự hơn khó. Dạ. Có gì không bán? Dạ, cái cô Hai bán bánh. Rồi cảm ơn cô Hai nha. Dạ, dạ. Chúc cô Hai mua mai bánh đó. Này là bên trong cửa Nam 2 cả nhà. Bà con mua bán cũng rất là sầm uất luôn, đó, đủ loại chả luôn. Bánh mì chả nem. Rất là nhiều bánh mì luôn. Bánh mì cũng như các tất cả các loại bánh nè. Bánh bông lan, tôm trái. Đủ thứ tất cả các loại bánh, kể cả những cái bánh tuổi thơ. Bánh men, bánh lỗ tay heo, bánh con sâu. Bánh em bé rất là thích luôn. Đó. Rất là nhiều. Hello. Muốn gì không? Đó. Đó như nhà thấy hoạt động mua bán của bà con. Chào cô Hai. Bán đắt không cô Hai? Bán cô Hai đây, có cô Hai bán bánh, bán bánh mì rất là nhiều bánh mì. Con quay chút nha. Bún bánh hỏi nè. Dạ. Dạ. Một cái sạp bánh rất là nhiều bánh luôn các bạn. Đó, những cái bánh tuổi thơ là này quay lên truyền hình luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn cô Hai nha. Chúc cô Hai nhiều sức khỏe, mua may bán đắt. Tuổi tại sao đi quay tôi lên truyền hình luôn. Cô muốn lên truyền hình lắm hả? Rất là nhiều những cái sạp bán bánh mì rất là nhiều. Cô Hai này cổ muốn lên TV rồi đó, cổ đi bán vé số. Bán vé số nuôi mấy ông? Nuôi em. Nuôi em hả? Nuôi em. Em có bệnh hoạn gì không? Có. Bị gì? Bị thận. Bị thận. Bị tinh tọ. À. Rồi còn làm gì được không? Ở nhà. Rồi ngoài nuôi em còn nuôi gì, ai nữa không? Nuôi mấy đứa em khùng kia nữa, khùng kia nhà. Bị bệnh tâm thần hả? Ừ, bị nó khùng á, hồi nhỏ tới giờ nó khờ lắm. Nhà cô ở đâu? Ở cầu Trung Hòa kìa. À, là ở khúc nào? Ở khúc Trung á. Ở chỗ đường Ba Bền đi lên á. Cô không biết nói vậy, cô không biết, tự con không có. Ở khúc Trung. Ấp Phú Trung ha. Ấp Phú Trung ở đây hả? Có đây dạy cái nhà cô dễ kiếm không? Dễ. Tới đó hỏi thì sao? Nói cô gần bán vé số người ta biết à. Hỏi cô gần bán vé số đúng không? À, vậy thôi để khi nào có đi ngang rồi con vào con coi xem xét cái cô như thế nào. Thì nhà tình thương đó. Dạ à, thì có gì con vào con xem xét hả? Chợ cá dưới hả chị? Cảm ơn nha. Rất là nhiều rau củ quả rất là ngon, xanh tươi. Mấy bên đó là những cái gian hàng thịt heo cả nhà, thịt heo, thịt bò. Ở đây là những cái gian hàng rau củ quả.
là ngon. Chào cô bán rau củ quả chợ Ba Vác. Rồi ai cũng có mà. Thì cô có bán những trái đu đủ không? Giờ chợ nào cũng vậy á cô. Dạ đi tới chợ nào bà con cũng than thở đó, vắng que vắng nhắc đó. Ở ngoài quay mình thấy ế nè, bắt đầu ta đi chợ ta mua ủng hộ. Đây có người đẹp bán cái này là kêu bằng cái gì? Bán đủ thứ món. Đó là hủ tiếu nè, rồi bánh tráng nè, đủ thứ, có cả đồ tương nữa, đồ chay, đậu hũ, những cái món đồ tương, đồ chay, có cả mắm cà pháo, mắm tôm, đủ loại. Đây là toàn cảnh nha, đó là trong cái nhà lồng chợ Ba Vác, bà con mua bán. Những cái mầm đậu hũ rất là ngon luôn, có nấm là nấm cơm. Chuối cũng như măng rất là măng, những cái búp măng. Những loại rau xanh như rau nhút. Dạ chào cô, bán đắt không cô? Bán ế quá hả? Dạ. Đây có cô bán hàng rau củ quả ở nhà đó. Cô than ế. Rồi cả nhà mình dậy đi ra chợ ủng hộ bà con mua bán ở chợ Ba Vác. Rồi chúc cô mua bài bán đắt nha. Rất là nhiều chuối luôn cả nhà. Những cái nải chuối chuối cao nè, rất là ngon. Chào chị. Bán đắt không chị? Bán đắt ha. Đây những quả xoài chín. Xoài này là xoài keo á chị. Cát chu. Vàng đẹp quá ha. Đây chỉ có bán những cái bịch chè nữa đó nha. Bịch chè. Bánh khoai mì trông rất là ngon luôn. Đây là cái mâm bánh khoai mì dừa, cũng như những cái mâm nấm cơm. Đây cô bán rau nhút, rau muống, tất cả các loại rau thơm. Cái bông này là bông gì chị? Này đọt khổ qua ha. Dạ. Này là đọt khổ qua nè cả nhà. Cái bông khổ qua trông rất là tươi ngon luôn. Để có những cái khổ qua rừng nữa. Đó. Đây là những cái khổ qua bình thường. Này rất là nhiều những cái loại rau củ quả luôn. Những cái quả bắp, quả ngô nè, những cái củ nghệ nè, cũng như cốm. Rất là nhiều luôn. Ở đây cũng rất là nhiều gian hàng thịt heo. Đó, những cái gian hàng thịt heo đó nè, rất là nhiều luôn.
Rồi bây giờ chúng ta xuống tham quan chợ cá nha. Rất là nhiều những cái gian hàng thịt heo. Hello, chào. Rất là nhiều đây. Em quay một chút rồi nha. Thì có rồi. Đòi nước ngoài mới chịu à ha. Đây có bạch tuộc hải sản cả nhà đó. Dạ. Đây là những con tôm sông nữa nha, còn sống luôn. Đây ở đây là tôm càng xanh nè, nó còn sống luôn ở nhà nó. 180k một ký. Đây, những con tôm càng còn sống luôn ở nhà. 180.000 ký. Rất là tươi ngon luôn. Rồi cảm ơn nha, chúc mua bài bán đắt nha. Rồi đi tiếp thôi, xuống chợ cá. Đây có anh chị bán chả cá này. Quay cá chút nha chị. Đây cá kèo đó bạn. Cá, những con cá cặp còn sống luôn, như tôm sông, rất là nhiều tôm sông. Có cả những con ếch to được. Đây là những con cá chép. Đây có cua biển nữa. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc hai ông bà mua bài bán đất nha. Mày quay gì chú? Dạ. Mày quay gì? Dạ con quay YouTube. Là... ở Long An á. Đây cá biển đó nha. Đó. Những con cá biển. Này tép sông phải không chị? Tép nuôi. Tép nuôi. Tép này tép thẻ chân trắng. À tép thẻ, tép nuôi. Đây mực bạch tuộc. Mực ngang, bạch tuộc giò. Cá biển. Chợ Ba Bác còn là người đẹp bán hàng không ta? Ba Bác. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Ở bên này có những con cá lóc to đùng nữa nha. Cá điêu hồng. Đây có con ếch này ngộ quá, nó vàng thật rồi ha. Con ếch vàng. Ếch vàng, con ếch này mua về nuôi ếch vàng. Đẻ ra vàng. Rất rất là nhiều cá điêu hồng nữa nè. Cá lực mạnh. Đây cô bán cá biển. Rồi đi tiếp. Cá điêu hồng rất là nhiều luôn. Con cá điều hồng còn sống rồi. Đây những con cá tra tung tăng bơi rồi. Đây có cô bán những con cá bóng rồi nè, bóng cát và bóng dừa. Dạ con quay YouTube. Cá bóng trứng nè. Cá bóng trứng, cá bóng dừa, bóng cát. Rất là tươi ngon luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Đây có chị bán cá rô này to quá chị. 300 gram con không? Đâu có dữ vậy. 200 gram à. Bự quá ha. Đây có những con cá chê vàng.
cá này cá gì? Cá ngát. Cá ngát. Cá ngát xong ha, ngát xong. Cái này là cắm câu á. Còn cá chê này. Mình mua lại ha. Rồi. Cảm ơn chị nha. Đây cũng rất là nhiều hải sản nha. Bực bực. Ở đầu biển. Chào bà chủ, cho quay cá chút nha bà chủ. Cho quay cá chút nha. Ở đây có những con cá chê vàng rất là đẹp, quá trời cá ngát luôn nè. Cá ngát này làm gì được chị, văn câu hả? Câu á nè, lấy câu mà dính nè. Rồi văn câu dính. Rồi lấy câu mà dính luôn. Lấy câu mà dính thôi nè. Dạ. Đây là cá ngát xong mình ha. Cá ngát xong mình lấy cạp mà. Dạ. Bán rất là nhiều cá thông, cá thông mà làm sẵn là cá chốt nè. Cá chốt, cá dứa. Cái này cá dứa hả? Cá đó là người kêu cá, người kêu cá năm hơi đó. Cá chát. Cá này ăn béo lắm ha. Cá dứa là bự hơn nữa. Cá dứa là còn nhất cái tay. Cá lưỡi trâu nè, cá lồng thông. Cá này là cá lóc đồng luôn á nha. Đồng luôn ha. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị mua bay bán đắt. Đây rất là nhiều tôm tép cũng như cá sông này, đồ biển cũng mà nghe ta số luôn. Đó, hoạt động mua bán cũng tấp nập. Đây có cua biển to không? Rất là nhiều cá biển luôn. Rất là nhiều cá biển cũng như hải sản nè, bạch tuộc nè, mực nè. Những con mực ốc rất là to tươi ngon. Cũng như tôm. Cua biển. Cua biển này là cua biển Cà Mau á chị? Dạ không có, cua biển thành phố á, Cà Mau nó còn chi giải. Này là thành phố Bến Tre luôn ha. Đúng rồi, cua biển mình luôn. Đây có những đây là ếch đồng. Ếch đồng của mình luôn. Ếch đồng này là người ta đặt lọt ha. Không, cái này người ta đi xôi, ta chĩa. À xôi chĩa bắt. Mưa mới có. Còn cá này là cá chép gì? Cá chép giòn, cá túi, cá thôn, cá hồi, cá bông lau. Cá chép giò này là nó mắc đầy hơn cá chép thường đúng không? Dạ, mắc hơn. Rất là nhiều cua luôn đó, cũng như đồ biển. Những con cá này là kêu bằng cá cá hố. Đây là toàn cảnh chợ cá, chợ Ba Phát, Bến Tre. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Đó như cả nhà thấy cũng như những cái gian hàng rau củ quả rất là to luôn. Đó, bán rất là nhiều. Đó, cả nhà xem phong tục tập quán cách mua bán của bà con chợ Ba Phát, bỏ cài bắt và Bến Tre. Rất là nhiều những cái gian hàng rau củ quả, bà con mua bán cũng rất là sầm uất luôn. Thì có cô nữa nè, nó gặp cô nho nhỏ. Đây. Cô luôn.
chợ Ba Vác, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre này cả nhà. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan tiếp. Đây chị có bán một chỗ quay ế còn nguyên hay gì cha ơi. Rất là thổi, rất là thổi, rất là ngon luôn. Cái xôi xanh, xôi này mà ăn với mắm đường ha, mắm luốc. Rồi cảm ơn nha, ăn tiếp đi, không có quay dính đâu. Bán rất là nhiều giải luôn, như đây tôm cá. Tôm sông không à, đó tôm càng à. Rất là nhiều tôm tép cả nhà, những con tép nó lội tung tăng, những con tôm càng. Ở đây, là tép tôm, tôm chết à, tép thì những con cá bóng trứng này rất là ngon luôn. Rất là nhiều đó, những cái gian hàng bán thịt bò cũng như thịt heo ở nhà đó rất là nhiều luôn. Những cái nhỏ rất là đẹp luôn, nhỏ. Rất là nhiều bà con bán thịt heo cũng như thịt bò. Rồi mình hạn chế đi vào cũng đó nha cả nhà, nhiều YouTube nó lúc này nó nghiêm cấm cái vấn đề mà ngược đãi động vật cả nhà. Đó, ở đây có cô bán rất là nhiều gà con như vịt con. Đây có một cái gian hàng dao kéo cả nhà, những cái dụng cụ nấu nướng hàng ngày là dao kéo rồi cuốc xẻng đồ đủ loại. Có cả những cái đế để điện thoại nè, những cái thớt, những cái ghế nè. Thì có chị bán những cái bánh cam, những cái chuối chiên này rất là ngon. Mấy bên đó cũng như chị đó bán phơ, bán có cái chất thì bán tụi em 100%, còn chất thì 12 ngàn, chờ tính chung kìa. Bánh rơm có 22, 24, 46 ngàn. Thái Lan khóm ở cả nhà, đây bên trên đây là nó có đầu vắng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ di chuyển từ từ vào nhà lồng trên để mình xem bà con mua bán gì ở trong cái nhà lồng trên này nha. Có một cô bán những cái đầu giường hái ra. Này đầu giường trong nhà hái ra bán không hả cô? Dạ. Sáng giờ cô bán đỡ không? Nay bán hái hôm qua. À, bữa nay chợ vắng, hai bữa nay thứ bảy mà vắng cô ha. Ta đi chùa hết rồi. Đây cô bán những cái trái ổi này, trái ổi ổi.
trái nhào nữa nè. Trái này là chị nhất nhất mình nhất mỏi nè, nó ngâm rượu ai ăn hoặc uống được nó rất là tốt. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô lát rồi bán hết đồ luôn, về sớm. Dạ đây trong nhà lồng trên nữa nha, bán giày dép đồ tập hóa, những cái đồ tập hóa. Rất là nhiều những cái gian hàng bán tạp hóa ở trong nhà lồng chợ Ba Vác nha. Nhà lồng chợ Ba Vác cũng rất là to nhưng mà rất là vắng luôn. Những cái gian hàng tạp hóa cũng như giày dép túi xách đồ cũng rất là nhiều. Ở quần áo rồi. Lòng chợ Ba Vác rất là to. Trong đây là bán quần áo cũng như giày dép đồ đồ tập hóa. Đó, như cái nhà thấy rất là to, đường nào đường ấy rất là dài luôn. Đó. Rất là to luôn. Cái nhà mấy dưới này là những cái gian hàng ăn uống. Sao thấy vắng quá. Giờ này chắc hết hoặc là ta dẹp hết hay sao. Bây giờ chỉ còn có cái xe hủ tiếu chay của con. Xung quanh là bán nước. Rồi, cả nhà xem lại toàn cảnh mua bán của chợ Ba Vác, mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Minh Bụi cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem ai chưa đăng ký nhớ đăng ký like cũng như chia sẻ giúp cho Minh Bụi nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.